បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់វីដេអូថ្មីរបស់លោកគ្រូបាទវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូសូមលើកយកមេរៀនទី4យកមកបង្រៀនយើងអំពី IP ទី4នៅមុខវិជ្ជា data communication ដែរណាយើងពី IP address បាទយើងត្រូវយកមេរៀននឹងយកមកបន្តនៅមេរៀនទី4នៅក្នុងមុខវិជ្ជាមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញថាការពីយើងរៀនមេរៀនទី4នៅមុខវិជ្ជា IP version 4គឺជា IP ដែលមាន32 bit 32 bit ហើយចែកចេញជា4ខ្ទង់ឬក៏4អុកថេតនឹងមួយពី3 4នេះសរសេរជាដេស៊ីម៉លនិងសរសេរជាបៃណារីបាទនេះយើងធ្លាប់រៀនរហើយហើយ IP address ត្រូវបានចែកចេញជាខ្លះ A B C D E ចឹងទៅតែអ្វីដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់គឺ IP ខ្លះ A B និង C ទេបាទ A និង B និង C បាទហើយចំពោះ network host สำหรับคลาส A B C นี้យើងនឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀននេះដែរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវnote អំពីរូបភាពមួយនេះបាទរូបភាពមួយនេះយើងយកវាមកអនុវត្តដូចគ្នាបាទបន្តមកទៀត IP address ត្រូវបានបែងចែកជា public អីចឹងទៅបាទ អញ្ចឹងអានេះយើងធ្លាប់រៀនមកហើយគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញ private class A B C នឹងវាមាន 192 168 ជា private 10 ជា private 172 16 ជា private ក្រៅពីហ្នឹងគឺជា public IP address បាទយើងនឹងប្រើប្រាស់បាទ CIDR យកមកធ្វើជា subnetting បានយកមកធ្វើជា formula ដើម្បីធ្វើជា subnetting ណា CIDR មកពាក្យថា classless inter domain routing បាទសម្រាប់ IP class A B C នេះគឺហៅថា classful ហើយមេរៀននេះយើងលែងប្រើ classful ហើយយើងយក classful យកមកបំបែកទៅជា classless ដោយយក CIDR នេះយកមកអនុវត្ត បាទយកមកអនុវត្តឥឡូវយើងមើលតារាងនេះតារាងនេះគឺខ្ញុំសរសេរជាទម្រង់បៃណារីផងសរសេរជាទម្រង់ដេស៊ីម៉លផងនិងសរសេរជាទម្រង់ស្លាស់ផងទម្រង់ស្លាស់នេះគឺជាទម្រង់របស់ CIDR ហើយនៅក្នុងតារាងនេះគឺខ្ញុំសរសេរជា subnet mask បាទសរសេរ subnet mask ជា binary number subnet mask ជា decimal number និង subnet mask ជា slash សម្រាប់ class A subnet mask បើសិនជាយើង សរសេរ IP របស់ class A ហើយចុងក្រោយយើងអត់បាច់ សរសេរ 255.0.0.0 ទៀតទេយើង សរសេរ slash 8 តែម្ដង class B slash 16 class C slash 24 តែម្ដង បាទអញ្ចឹង class full គឺ slash 8 16 និង 24 អាហ្នឹងគឺជា class full របស់ A B និង C បាទតើ subnetting និង supernetting គឺជាអ្វី បាទសូមយក bit យកមកកាត់ផង subnetting គឺជា ប្រមាណវិធី formula មួយដែល យើងប្រើវាដើម្បីបំបែក IP ពី classful ឲ្យមកនៅបាទថាពុះ IP classful ជាកង់ពីធំមកតូច
person by IP clock full mean POI has a pomoi IP. Jung put chikong a ban pi kong, mui kong, smile number roi my pipe by IP. Makong did my roi my pipe by IP, ban pi kong. Nung hai jung first subnetting. People network by young mean IP can detect. Knong my network will come with subnet nung. Jung. Dùng bút IP chỉ cần ở bàn IP cần thật tốt nút dừng hai tháng Subnetting ngay chốt Subnetting thử quên Subnetting cứ dừng vô IP khá nào muối dừng vô bị khá A có bán B có bán C có bán này còn tới bản thân chỉ dừng vô khá C trong ủi tí hóa khá C miền IP POI has a IP. One tie per IP classy non the dial. Cop tie young chunk I proud ban. Chiron ching POI has a pumway. Pyamoid of P. Mapuan I young tell by Utiha. Jung minita pungrit IP jump pungrit jump noon IP the walk classy or ban can't a chiron. Mean này thá dưỡng thuế super net thì ngay nè bà sân chỉ classy miền bây giờ ha sập muối dưỡng bằng room với anh tốt nơi sao tạm rồi mà phải bùng bay nơi sao ta học sập buồn ai phi vậy nấng à nấng dưỡng thuế sập net hình bà anh ấy này giờ lấy cứ sập net hình bằng room ai phi ở tốt sập net hình bùng rít ai phi ở bán căn tài tràn nè subnetting ban IP tech supernetting ban IP tràn và ta dùng thời phơi dùng mạch và dùng miền praman vị thi cho mỗi khnía dùng miền lùng hạt phơi cho mỗi khnía và hai đầu với ban chỉ dùng chậm bách thời phơi subnetting rưỡi co supernetting chậm lái admin tràn prophet và nếu chậm sôm tràn chậm lái mũi không chậm náo prophet same tiếp và chúng lấy ai khó khăn nhé và dương thơ sắp nạch thinh cả đói rưu có super nạch thinh cả đói cứ à sẵn tù lứa cá pra pra chạy đành nế à lâu nhầm dây phì sắp nạch thinh mình và sân bà dương vô IP class full vô mà pra và IP class full vô mà pra IP class full vô mà IP chờn chứng dương computer bà dương chờn phút thẩm tá mà phay khửa nghề chúng mà pay cửa thời ca IP tầm mà pay chúng chứ công do IP class full mà phở dương phẩm bike IP ai tới chia miên trong muốn tạch người xuống nông cá cọc cồn ba nhà na trong phở network dương kế thom ná kế ắt bạch xua dương này kế assign IP class full auto mà tới chơi bậc classy làm pay buôn sẹp ấy cho bậc dương phẩm bike tới chia copy class full lại nè tôi chưa class less à vậy là copy class A B C à nó chưa class full copy A B C nó cứ chưa class less tầng hai bây giờ phải chưa class less hay chẳng miễn security mỗi đài và anh ấy chưa chấm lại mỗi không chấm lại chờ không chấm nám chấm lại chưa trả tiền admin chấm lại same tiền aside từ lứa đồng rơi ca chạy sài và rơi ca chạy sài chúng dương ai dọc IP class A B nâng C dô mà thua và dô mà thua subnetting và khi ông sơ sơ này khẳng kram này thà class A miên IP host trả ấn nè vì buộc IP class A xong mà nâng bí dạy cuốn mà phải buôn host IP trong việc mà đọc vào mối liên IP cho ấn nè và dương dô mà bằng bài tự thì tôi bán và classy miền là mong mà mình chờ mình tạch và bây giờ hai sập mối giúp mình bay tới chia học sập buôn sam sập pi đập vào mối ấy bạn và cho mình bay cho mối khánh nhỉ bạn giúp mình bay cho mối khánh nói slide cho bắt đầu tiệt và are you the host or the network và hát ấy bạn chỉ khi nhóm xua sầm nua are you the host or the network pi pru dương trời đăng thà ta IP mùi nâng cứ chỉ IP network đại dương ạc hai thà chỉ first IP đại rưu tế
person ba vie mon men che first IP ru ko network IP te chung vie che last IP che broadcast IP dai ru te ba mon men te tau vie che host IP men te ba thoe mich ban dang ba thoe mich ban dang គឺតារាងមួយនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពអំបញ្ញមិញណាបាទគឺតារាងមួយនេះអាចបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាតើ IP ដែលគេសរសេរនៅលើក្រដាសសរសេរនៅលើក្តារខៀនសរសេរនៅទីណាក៏ដោយហ្នឹងគេសរសេរជា host IP ឬក៏ជា network IP បាទបាទចឹង IP address version 4ដែលមាន32 bit ត្រូវបានចែកបែងចែកជា2ផ្នែក network prefix និង host បាទ network និង host network សម្រាប់ class A មានតែមួយខ្ទង់ឯង class B មានដល់តែ2ខ្ទង់ class C មាន network ដល់ទៅ3ខ្ទង់ចុះ class less មានប្រមាណខ្ទង់ class less វាអាស្រ័យបាទវាអាស្រ័យទៅលើការបែងចែកជាក់ស្ដែងអាស្រ័យទៅលើការយក IP ខ្លះណាមួយយកមកធ្វើ subnetting ឲ្យខ្លាយទៅជា classless បាទអញ្ចឹងសូមចាំថា class full network class A មានមួយខ្ទង់ B មាន2ខ្ទង់ C មាន3ខ្ទង់បាទសូមចាំ class full ដើម្បីយកទៅធ្វើ classless បានបាទnetwork id បាទដូចខ្ញុំសួរសំណួរមិញហ្នឹង network id ហ្នឹងគឺ network នេះឯង ip network តើធ្វើម៉េចដឹងថា ip ហ្នឹងគឺជា ip network មែនឬទេបើមិនមែនបានអីជាសម្គាល់ណាបានអីជាភស្តុតាងធ្វើសម្រាយជាមួយគ្នាសម្រាប់ឧទាហរណ៍មួយនេះគេឲ្យ ip 1123.123.123.1 ដែលមាន subnet mesh 255000សំណួរគេសួរថាតើ network id របស់ IP 1ហ្នឹងដែលគេឲ្យ IP address និង subnet mesh ហើយតើ network id របស់វាមានលេខប្រមាណnetwork IP វាមានលេខប្រមាណសូមចាំថា network ID ឬក៏ network IP ឬក៏ជា IP ដំបូងគេបំផុតដែលយើងហៅថា first IP ហ្នឹងណាតែមួយទេហៅមួយណាក៏បានណាមានលេខណាបាទមានលេខណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅមកគ្នាតើ IP នេះជា class អី class A បាទ class A អញ្ចឹងយើងដឹងហើយមិញហ្នឹងថាclass A មាន network ប្រមាណខ្ទង់1ខ្ទង់បាទ1ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងបើសរសេរជា binary number វិញគឺសរសេរបែបនេះណាដំបូងត្រូវ convert IP address ដែលគេឲ្យនឹង subnet mask ដែលគេឲ្យជាទម្រង់ decimal convert វាទៅជា binary សិនបាទ convert ទៅជា binary សិនអញ្ចឹងនេះគឺជា123.123.123.1 នេះគឺ255000បាទណារូបមន្តនេះយើងអាចនិយាយបានថាឲ្យតែ host IP sorry host bits ឲ្យតែ host bit នៅទីណាលេខ binary number នៅខាងក្នុងទោះវាស្មើ0ក៏ដោយទោះវាមួយក៏ដោយអញ្ចឹងត្រឡប់វាទៅជា0ទាំងអស់ត្រឡប់វាទៅជា0ទាំងអស់នោះវាคล้ายទៅជា network id បាទណា network id បាទអញ្ចឹង network id របស់វាគឺ 123.0.0.0 នេះជារូបមន្តសម្រាប់ស្វែងរក first ipឬក៏ network IP បាទនេះជារូបមន្តអញ្ចឹងសូមចាំរូបមន្តនេះទុកយើងនឹងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាដោយប្រើរូបមន្តនឹងដែរបាទបន្ទាប់មកទៀត borrowing bits to grow a subnet ស្អីគេទៅ subnet ណាស្អីគេទៅ subnet យើងមាន network មួយគឺ class C
đào tập pe dân thô sắp netting việt ban network tu tu bầm màn con để khi ông để về bệnh mình ní trong mặt con nó cứ sắp net tí muối sắp net tí pi sắp net tí bảy và bay sắp net buôn sắp net ấy nó anh nó cứ hai thằng sắp net hai đam bay bầm bay ở ban trên network tu tu anh network tu tu nó cứ chia sắp net và network tụi tụi nó cứ chia sắp net ta vô class ta dùng vô IP classy vô một phần bảy ba chỉ pi ban phần màn sắp net tụi tụi ban pi sắp net tụi tụi ta thương mất ban đăng tham phần bảy pi và thương mất ban đăng tham phần bảy pi và chẳng dừng mơ rụp môn chẳng ngọc ní cái tha prao vị thi sắc cháy và prao vị thi sắc cháy cháy ní sô mình chia tham mình mến cháy lùi tê cứ chạy bít và chạy bít bị hàng nàn chứ chẳng mơ tầng học này đọc bay thua sắp nét thinh cứ à chạy bít bị hàng này hót vô mà thua chia network đọc bay ở việc bán khai tàu chia sắp network tàu tàu nè à lâu ní khi mũ thị hò khẳng này slide mạnh nâng à lâu ní dân viên network trong nguồn bùng bảy bít dùng miền host chồng nuốn mà thấy buồn bịt bà sân thì dùng cháy nè cái thạc cháy bị kháng host miền này thả cháy bịt bị kháng host nè do mà ai khai tàu chía network vinh anh ấy sau nít tàu chỉ mùi sau nít tàu chỉ mùi vinh và dùng cháy bị bịt cháy bậy bịt cháy buồn bịt cháy phẹm bịt cháy của mùi bịt chân thầy và chứng anh ấy lên khai từ chia host bit hai khai từ chia network bit hai và top bị dưỡng chạy bit vì hai phần tay chạy giang na có nói bộ của châu kia tầng ó cứ thơ mách ở sma nắng sam sập bị bit đỏ đèn còn ở lờ và ok chứng vị thi sắc chạy ní và vị thi sắc chạy ní cứ dưỡng ai chạy bit đỏ bỏ host một tầng ó ban mình ai chạy bit của host mà tầng ở ba này dương thời tốc ai host bit nó chấm nguồn pi đây mình men ai chạy ban tầng ở nội tề trước bây dương chạy tầng ở máy vinh bây dương chạy tầng ở dương ở ai communicate cho mối kia bàn tề hạt ấy bà person bây dương chạy tầng ở bà sân thì dương chạy bit tầng ở với sma nó sau pi sài con sau sma đồng mùi mỗi IP nâng chẳng mỗi IP tới communicate cho mỗi nhạc nà bà vì ọt cao chẳng tục chùm nguồn pi bit tới hỏi khẳng host cầm dốt bọc kê thằng ọt ấy bà nâu khăn ông IP class ni mỗi miên chùm nguồn host bit khó nia đài là chạy một bọn cao chia sắp network band bà hả lấy dương mơ tà ràng này class A miền host bit tầng ó mà phải buồn tai dừng cháy bán ta mà phải bị bt tê nhưng cháy bán ta mà phải bị bị tê đồng ấy bằng các bán chía network tối tối nâng sập network tối tối nâng ạ xong rap clubi host bit vì miền chùm nuốn đập vào mỗi bit nè đập vào mỗi bit vì miền pi tung ngó host pi tung network pi tung chẳng sợp tới host bit miền đập vào mỗi tai dừng cháy bán tai đập buồn tề xây bàn tay đập buồn nè trong này là classy host bit viên miết bổng bầy tông nè dựng cháy bán bổng mùi bịt và nè bổng bầy mặc tông bổng bầy bịt trong classy miên bổng bầy bịt dựng cháy bán tay bổng mùi bịt tề xông trăm tà ràng nè phóng thả classy dựng cháy bán bổng mán class B dừng chạy bàn bằng mán class C dừng chạy bàn bằng mán à sai từ lỡ IP address để dừng vô mà thua sắp netting để dừng vô mà thua sắp netting một mán chạy thật kịch out IP nào kịch đôi khi nào thì cứ chùm nuốn bít để dừng bàn cháy viên miên chùm nuốn khó khăn nhiều và à lấy dừng mơ cái lại này ẩm pí rút bộ môn vinh rupa môn dân miên trong nguồn bay rupa môn
រូបមន្តទី2ចំនួន mình thấy dùng do IP ta assign được không router do IP ta assign được không switch do IP ta assign được không computer do IP ta assign được không smartphone này chị làm tặng off nâng hai cứ chị IP đã ách phở bàn tai dùng thật đọ pi việc tranh bạn đang chầm nuốn bật bật cật đọ pi những đọ ấy đọ na mùi cứ đọ first IP nâng last IP nay network mùi rư co subnet mùi và dân nâng mơ ưu tiêu ho cho mùi kinh tế bằng thạch tiết slide tất cả mục và lùm hạt rupamon tì bay cứ chồng nuôn subnet nè chồng nuôn subnet cứ xung hà nâng pi sài gòn S S cứ chưa chồng nuôn bít đại dương bàn chay một phớ sạp nẹt và chụp chụp nuôn bít đại dương bàn chay do một phớ sạp nẹt ta dương chay do một phớ sạp nẹt dương mạch chay thứ ấy á dương mơ cho mùi khỉa bạn khang kram nít chưa đà ráng xâm rạp bằng bái sạp nẹt là bọc là A B nâng C và nít chìa đà ráng rồi bọc C I D O đại khí nhóm lợn vô máu khi tha khla A bà sân chỉ dương đã thật slap bầm bấy sắp nét cứ ọt miền tế chứng chồng nuôn IP vía cứ IP vía cứ đập vào mùi liền chẳng tờ slap xam sắp chồng nuôn IP bàn tập pi dê tại phở bàn bởi bố slap xam sắp hoss nó sao pi bít và anh ấy slash sam sub nâng cứ network và ní slash sam sub sẽ xây sub net mắt chia tầm rung decimal sẽ xây bạp ní slash một phần bấy sẽ xây decimal sẽ xây bạp ní chia sub net mắt và chia sub net mắt chẳng xâm chăm thà slash cái này ní cứ chia sub net mắt hai và xâm rạp khá bí có đôi khí nha đấy cứ sub net mắt sẽ xây đôi khí nha chẳng và slash sam sub cứ gật trong trong gói pi hà pi trong trong gói pi hà pi đôi khnề classy cả đôi khnề đài và classy cả đôi khnề đài nè nhưng mà chay nó chay dạng mạch và để được nhom trong và hàn mà những nhom lực cho classy cho màu thì họ classy sắp nét mà là bảo vía cứ pi hà pram sầu bao giờ xây chưa binary với nhỉ mùi bằng bảy đoan sâu bằng bảy đoan chốt bà sân cho slack một hơi bằng mùi bà này thường chơi mùi bít bì hoss do mà thuê chía chơi bì bít chơi bì bít bì khang hoss do mà thuê chía network chơi bì cưng trẻ nè bì này bà chứng nhóm đạn chơi mó pointer pointer chỉ highlight và cái này và chứng là p bit này cứ dùng chạy p bit đây chứng host bit nó sao mà phần mỗi bit và host bit nó sao phần mỗi bit chứng và host bit nó sao thế phần mỗi bit đây ok nít cứ bật to bật tiết chương chơi phần màn tiết sam sập nè bao nhiêu mơ sam sập này ta slash sam sập chương chơi bàn bộ chương chơi chấm nuôn bit phần màn pi khang host máu
20 ចំនួន IP សរុបក្នុង 1 subnet ឬក៏ក្នុង 1 network ស្មើនឹង 2 second h អញ្ចឹងនាំឲ្យ h ក្លាយនេះស្មើនឹង 4 h នេះស្មើនឹង 4 ហើយអញ្ចឹងទោះ IP នេះជា IP ណាអញ្ចឹងស្មើនឹង 16 IP សរុបណាអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេ IP យើងយកពីលេខណាប្រើក៏បានដែរធ្វើឲ្យបាន 16 IP ແລະຈັບពីເລຂ 32 ដល់ 37 គឺស្មើនឹង 16 IP first IP last IP បាទចុះ subnet mesh របស់វាសរសេរលេខប្រមាណវិញអ្នកទោះអ្នកអាចទាយបានទេណាអាចសរសេរលើសភៅខ្លួនឯងបានទេថាចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងណាយើងដឹងហើយយើងប្រើ IP 235 network 192/24 ពីខ្ទង់នេះគឺ 16
Pi ktong ni da pumoy bit ba ra. Chong time pumbay bit tiet ban ma phay buon. Chong ktong ni ku chi ktong robo sap net hai. Ne chi ktong robo sap net hai. Chong chong mo tha ta. Sap net ti muoy min IP chap pi lek na do lek na. Sap net ti muoy. Sap net ti muoy ku moroy chot pi da pumbuon son. Paman chang mao. Sap net ti pi moroy chot pi da pumbuon muoy. Chất phẩm màn chẳng màu chất bí sâu nó đã bí hoa hạp em. Sắp nét tí bay mà rồi chất bí đập phẩm buôn bí chất sâu nó đã bí hoa hạp em chẳng thầy. Đôi cái này to mà đó bí hoa hạp em chẳng thầy phẩm màn sắp nét nâng bạc. Ok. Nè. Sắp nét tí muối miên chắp bí lệ sâu chất muối sâu chất bí sâu chất bí lâu đó sâu chất bí hoa hạp buôn chỉ ai phí đáy bà bàn. Chất sâu ní, tông tìm ní sâu nó phở tế, bí hà phía mặt phở tế. Sắp nát tí bí, muối chất muối, lâu đó muối chất, bí hà sắp buồn. Sắp nát tí bó mà to mà tiết màu, lâu đó sắp nát trong hồi. Và. Chân, ní chì ca bẩm bái sắp nát bí khá bí, bà bí khá bí vô má bà bà. Bà tốt bí bẩm bái hào dương vô má bà được khá nông nét vớt là bao nhiêu ní. Nếu dùng bài hái nè, bà trong thị bay miên chập bị lệ sâu mùi pi bay chẳng thể lên trên để lên khai trên network tại mùi hai, tôi ở rồi chập pi đập bẩm buôn mùi mùi ní mình ai chạy tôn cho mùi nó rồi chập pi đập bẩm buôn sâu mùi bàn tề, bị pru đào xa ấy đào xa sát mà phải buôn chỉ nhẹ bàn chạy, buổi dương thưa sập là thình hài, tại bờ vực sân chỉ viết thật là không sát đập bẩm mùi. Bà này thà viết thật được nóng network tại mùi và network tại mùi chân bật toa bởi dân thư ca bài anh chạy hái dân dô viên mà pra được nóng network của bà dân ở lâu thò network A network A dân dô IP mở rồi chất P đập bằng buôn xôn xôn làm phải buôn cho một phở network B cho mở rồi chất P đập bằng buôn đập cho một phở đập xôn cho một phở network C phèm sâu nhưng mà phở network đi mà phải phèm sâu nhưng mà phở và do mùi nào mà pra của bạn ấy không chồng nào sắp nét tiếng ở nì và bị lệ sâu đó bị hà phèm nâng và do mùi nào mà phở của bạn này và mình bạch thay do tam lệ riêng thì và chứng không chồng nào network tiếng buôn ấy dùng do sắp nét đại dương bàn thơ mà hào nó do mà pra pra ao việc khai được chia network A B C D chia network khó khó này và ưu thế hoa mối tiếp bất sân bài dân do IP na mối đại dân bồng bài nhé do mà pra cho mối năng network ban trầm nôn bồng bán mùi pì bày buồn buồn network hay buồn network nó cứ khó khó này được tiếp network nó là sam sập network nít là một phơi bầm bầm, network nít là một phơi bầy, network nít là một phơi buồn bả. Khó khó cái này đời bầm bầy trên bị classy máu, anh đang thơm mát bầm bầy mát bả. Xôm đồng chăm mơ tam dạ video lồng hát, nét tiếng anh này đang ai khơi nhồng pí mù là hai thay tha, dừng bài chạy chẳng bàn, bả dừng bài chạy chẳng bàn. Nít có chi ưu tiêu hoa mũi đá và to bây giờ bầm bầy, nè. Anh ấy chỉ là full và sau đây anh ấy chỉ là full thế nhưng mà toàn bằng bài anh ấy dùng bằng bài hài và cái tham ấy subnetting cứ check IP address ở tối tàu pay thôi subnetting cứ dùng tới bật IP trong nguồn P nóng subnet này mùi nhiều mùi cứ first IP last IP nó pay na đại dương full subnetting căn tại tráng bạn ấy tha subnetting chấm nuôn với cả là tráng cả là tu cho IP với chấm nuôn IP cả là tách chứ chương dương bật bong IP có cả là tráng này vì pro ấy môi subnet rồi không môi network tự bỏ IP chấm nuôn pi chân first hay là last mình add vô với tập hợp bản tề đấy chương khát mà đong pi bớt dần dương bài chạy cả là chớn khát IP cắn tại chớn đài cả là chớn đài và ok slide mũi tiết và slide mũi tiết cứ như dưới ông pí ca bài check IP address
tập căn network là mùi, tập căn network là mùi. Ở à lâu dương nguyên network chấm nguồn 7, network bò lướng, bò cà chúc, nâng bò khiêu. Default cái ai mất là mà phơi bằng mùi. Né? Network ID là bảo vĩ cư mở rộng đồng bớt, đập bí, đập buôn, trái xốn, xlam phơi bằng mùi. Cái ai vô IP network nâng à, vô tự chạy chân chịu bấy con được tiết, chạy chân chịu bấy con được tiết. Mẹn dương thắng dương chạy chỉ cù đi. Né? Mình mẹn chậm bạch thật chạy chỉ pi sài con mùi, pi sài con pi, pi sài con bay ban bùng bấy con, pi sài con buôn bán đập bùng mùi con anh tên dương trong chạy chỉ bùng man con có ban này. Nếu khả nông example ní dương bàn chạy chùm nguồn bay con do IP tập ốc dương mà pra chùm nguồn bay network tại một đồn. Và chứng anh ít là mà phay bấy pi đồn anh ít là mà phay bầu chứng bàn đây tha IP tầng on này miên trầm nguồn bảo mến cứ miên trầm nguồn học sập buôn IP thư mất bạn đăng thang học sập buôn IP nơi trăm đôi bảo môn thế P xoay con H nế H cái này nế cứ xa mà nâng bảo mến cứ xa mà nâng bảo mùi vì phụ ấy là nếch network bảo viết xa là một phây bảo mùi ấy một phây bảo mùi bốc ai bảo mùi xa mà nâng xàm xa bì chúng bộ mũi bit chỉ host mà phải bộ mũi nó chỉ network bit chúng pi sẽ còn bộ mũi mà nó học sập buồn và học sập buồn chúng học sập buồn chạy qua lưỡng đi xàm sập pi anh ấy đập bộ mũi anh ấy đập bộ mũi nốt bộ của châu này tới mà nó học sập buồn IP và mà nó học sập buồn IP chúng dương đang mơ rồi bộ môn tha ta cái chạy IP chạy sập nét dạng đôi mặt đất dương nâng mơ được nóng lùng hạt và hai xâm rạp mê riêng ní bật sân bà miên xâm nô ấy ai comment xua nè kháng kháng nế vì bộ dương nâng thua lùng hạt cho mỗi cái đồng bày bộ sài nớ example tăng ngọt ní đài và chẳng mê riêng tí buôn đồ bỏ dương nâng bày ní xôm chọc tập bằng nâng ánh hay xôm ọc cún xôm rạp ca tù xa nè bật sân bà miên xôm nua rưu có chồng ngol rưu có ai xanh tiết ai comment nơi khẳng kháu video bà xôm ọc cún.